Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại siêu anh hùng. Và cũng có một cái thông báo mình muốn nói với các bạn ngay từ đầu video. Có thể hôm nay sẽ là tập cuối bất đắc dĩ của hành trình thời đại siêu anh hùng các bạn ạ. Mình phát hiện ra là mình không thể nào bước qua các chiều không gian khác. Nào là chiều không gian kiến, tổng cộng là có đâu đó cỡ 3-4 cái chiều không gian kiến ha. Rồi chiều không gian The End, nơi mà mình sẽ chiến đấu với cả rồng Ender. Và kể cả chiều không gian Twilight Forest, nơi mà mình có thể đương đầu với rất nhiều boss để test sức mạnh của siêu anh hùng, cũng không vào được luôn. Hay da, mình phát hiện ra cái lỗi này khá là muộn các bạn ạ. Mình cũng đã thử tìm cách fix nó lại nhưng mà có vẻ là không có kết quả cho lắm á. Cho nên là mình cũng mong các bạn sẽ thông cảm cho mình vì cái sự bất tiện này ha. Nhưng mà không sao, bữa nay là ngày cuối, thế nên là mình sẽ bù đắp bằng cách mình sẽ chế tạo nhiều giáp siêu anh hùng trong khả năng của mình nhất có thể. Cụ thể hôm nay mình đã lên kế hoạch để chế tạo lần lượt là thần sấm Thor, kế đến là đội trưởng Mỹ Captain America, rồi tiếp theo sẽ là Hulk khổng lồ xanh. Và để chế tạo được tất cả những bộ giáp siêu anh hùng mà mình vừa nêu tên thì hôm nay chúng ta phải cày nguyên liệu khá là nhiều á nha. Nhất là phải trở lại địa ngục các bạn, nơi mà hôm qua mình ăn hành sắp mặt. Ừ, và các bạn cũng mới thông não chi thực cho mình một cái. Rõ ràng là mình có thể bay được đúng không? Đó, vậy mà hôm qua không có bay đâu. Trời đất ơi, chỉ cần một cánh vậy thôi nè. Ôi, lộn. Như vậy mới đúng nè. Đó, một cánh vậy là bay được rồi. Ừ, không đâu. Ngựa. Bắn tờ đồ ha, đu đồ ha. Xong rồi ăn hành luôn. Không hiểu thiệt chứ. Nên là hôm nay mình sẽ rút kinh nghiệm á. Trở lại bên địa ngục mình sẽ dùng cái khả năng bay của mình. Ôi. Khoan, từ. Cái khả năng bay đó nó cũng có hồi chiếu các bạn ơi. Cực kỳ lâu luôn á. Cho nên để chắc cú hơn, mình sẽ mang theo bộ giáp người sắt. Nhỡ mà không bay được bằng sức mạnh của Venom đỏ thì chúng ta cũng có giáp người sắt ha. Ok, giờ thì trở lại bên địa ngục thôi nào. Đầu tiên thì chắc là mình sẽ săn khá là nhiều những cái que quỳ lửa các bạn ơi, để chúng ta chế tạo bộ giáp đầu tiên. Đó chính là bộ giáp của thần sấm á. Ok, vừa qua là mình bay lên liền nè. Chủ động xíu các bạn ơi. Rồi, tiếp theo là tiến thẳng tới cái chỗ pháo đài địa ngục. Nó nằm sát bên đây luôn. Đây. Spawner kìa các bạn ơi. Rồi, mặc giáp của Venom vô. Và đợi con quỷ lửa nó spawn ra thôi. Ủa sao lâu mà chưa spawn ta? À, đây nó spawn rồi nè. Yeah. Mình sẽ săn chắc đâu đó cỡ 20 mấy que quỷ lửa đi các bạn. Ừ, nhiều xíu đi. Nữa. Rồi đó. Lại gặp báo thủ giang hồ bên địa ngục rồi đó các bạn. Đó. Cầm cái cục tròn tròn gai gai đó tối ngày đập mình hoài. Cay thật. Gửi cái nón này ra trước. Lại đây. Xanh chín luôn. Honkai Star Rail, một tựa game nhập vai chiến thuật có chủ đề khám phá vũ trụ kỳ ảo, sở hữu đồ họa phạm thanh xuất sắc, lối chơi hấp dẫn do HoYoVerse, nhà phát triển Genshin Impact sản xuất. Game chơi được trên đa nền tảng từ PC, mobile cho tới PS5. Đặc biệt game còn hỗ trợ cả tiếng Việt. Và mới đây, Honkai Star Rail vừa có bản cập nhật lớn 2.6 lấy chủ đề là Biên Niên Sử Mạt Pháp by Kani. Sau khi quay trở lại với đoàn thuyền tiên Lâu Phu để tham gia đại hội tỷ võ, đánh bại âm mưu của tộc sói ma, làm quen với người bạn mới ở phiên bản 2.4 và 2.5. Sang tới phiên bản mới nhất này, nhà khai phá và những người bạn sẽ quay trở lại vùng đất của những giấc mơ by Kani, khám phá map mới mang tên Học viện Gấp Giấy, gặp gỡ cảnh binh thiên hà thứ hai mang tên Rabba, đối đầu với sự phẫn nộ của bầy khỉ tại nơi đây. Tại sao lại như vậy và kết cục sẽ như thế nào? Hãy cùng khám phá tại phiên bản mới 2.6 lần này nhé. Và trước tiên là sự xuất hiện của nhân vật năm sao mới, đó chính là Rabba. Cô là một ninja nhưng lại yêu thích văn hóa thời thượng đường phố, tôn sùng trừng trị cái ác và tuyên dương cái thiện. Trong game, Rabba là nhân vật năm sao vận mệnh tri thức thuộc tính số ảo. Cô sở hữu khả năng gây sát thương lan cực mạnh, đặc biệt là cách thi triển kỹ năng sẽ thay đổi góc nhìn như một tựa game góc nhìn thứ nhất. Phong cách graffiti cực kỳ màu sắc và ấn tượng. Rabba sẽ chính thức ra mắt từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11. Bên cạnh nhân vật năm sao mới thì phiên bản lần này cũng sẽ có sự trở lại của anh chàng gầm xanh mặt lạnh Ẩm Nguyệt, nhân vật năm sao hủy diệt cũng mang thuộc tính số ảo. Nửa sau phiên bản từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 sẽ là sự quay
trở lại của hai nhân vật cực hot, cực kỳ mạnh mẽ. Đó chính là Lôi Thần đa vũ trụ Acheron, một nhân vật 5 sao hư vô thuộc tính Lôi, và Anh Lim Aventurine, một nhân vật 5 sao bảo hộ thuộc tính số ảo. Ngoài ra còn có rất là nhiều sự kiện mới đang chờ đợi các bạn trải nghiệm, như học viện âm nhạc với rất là nhiều mini game, rồi vũ trụ mô phỏng, chiến tranh hợp phái với rất là nhiều thử thách chiến đấu cũng đang chờ bạn. Đặc biệt shop vũ trụ mô phỏng cũng sẽ có thêm rất là nhiều vật phẩm để chúng ta mua sắm, và không thể thiếu đó chính là sự kiện check-in để nhận miễn phí 10 lượt quay. À mà mình cũng có hai cái gift code hiện trên màn hình, các bạn có thể nhập vào để nhận quà nhé. Đó, các bạn thấy phiên bản 2.6 của Honkai Star Rail lần này hấp dẫn chưa nè? Chần chờ gì nữa mà không tải ngay game về máy để cùng Lộc trải nghiệm nhé. Link tải game Lộc có đặt dưới phần bình luận cũng như là mô tả của video. Ok. Sau khi đã có được một mớ que quỷ lửa thì mình sẽ trở về nhà sửa giáp cái các bạn ơi. Nó bạo giáp mình quá trời quá đất rồi. Xong xuôi thì mình sẽ lấy thêm một ít sắt nữa. Và có sắt rồi, mình sẽ kết hợp với số que quy lửa, mình sẽ tạo ra một cái loại khoáng sản mới. À không, que quy lửa mình phải đổi ra bột quy lửa nha. Rồi, cho vô cái đe ha. Sắt, bột quy lửa, tán tà. Ồ, hế? Ồ, sắt thường không được các bạn ơi. Hình như sắt mình phải nâng cấp lên nữa một cái. À, đúng rồi. Vậy thì mình cần phải đi đào thêm một ít cái quặng silicon các bạn ạ. Cái quặng đen đen mà lần trước mình hay gặp ở dưới hang á. Đây là sắt đen, không có, không có. Ủa, tới hồi ta. Yêu, phải đi tìm silicon đấy các bạn ơi. Ê, đây nè, silicon nè các bạn. Chính nó ha. Ôi trời ơi. Nhưng mà khoan, cái cúp mình nó có dòng mềm mại. Ây da, chắc mình phải sắm một cây cúp có dòng gia tài các bạn ạ. Hoặc là đơn giản hơn là mình có thể tách cái dòng mềm mại ra được không? Coi thử ơi. Mềm mại. À, mình bỏ vô mềm mại được các bạn. Nhưng mà không ép được gia tài cho cái cúp Emerald này. Ê, vậy thì cũng không tốt ha. Thôi, nếu vậy thì mình làm cái cúp kim cương đi. Không tốn có bao nhiêu kim cương hết á. Đã vậy mình còn enchant nó thoải mái hơn nữa ha. Rồi, cho vô. Chúng ta sẽ lấy hiệu suất nè. À, gia tài cấp độ cao nhất luôn. Chầm hỏng luôn. Rồi, enchant. Nhưng mà có điều hơi tốn kinh nghiệm nha. Enchant phát cái sạch trơn kinh nghiệm luôn mà. Thôi, tiền nào của nấy. Ủa lộn, kinh nghiệm nào thì của nấy. Giờ thì thoải mái đi đào silicon rồi các bạn. Test thử luôn ha. Coi coi như đây được bao nhiêu silicon đây. Đó, 42 silicon chân liền. Quá đã. Kìa kìa kìa, mình thấy silicon nữa kìa. Ngon người ta. Ồ ồ, titan đâu mà, lấy luôn đi. Rồi, xuống đây đào silicon nè. Đó. Quá chừng quá đất luôn các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ thử chế tạo ha. Đó, kết hợp silicon chân với cả là sắt thì mình sẽ tạo được stainless steel ingot. Rồi, có được thứ này, mình sẽ lập tức trở về nhà để chúng ta bắt đầu ghép với cái bột quy lửa các bạn. Là tạo được cái quặng cần thiết cho cái việc chế tạo bộ giáp của thần sấm rồi. Tèn tèn, Asgardian steel. Đây chính là loại thép mà rất là cần thiết nè các bạn ơi. Ủa, nhưng mà nó không cho chế tạo một lần nhiều cái à. Ui vô, một lần là tốn kinh nghiệm á các bạn ơi. Một lần là hai cấp á. Tốn nha, chế tạo cái loại khoáng sản này có vẻ là cực kỳ hao kinh nghiệm luôn ấy. Hay đánh đổi thôi. Nãy giờ mình đập được đâu đó cỡ 6 cái Asgardian steel đúng không? Mà bộ giáp của Thor thì mình sẽ cần đâu đó cỡ bao nhiêu cái Asgardian Steel ta? Ui, 14 lần các bạn ơi. Vậy là mình cần phải đập thêm đâu đó cỡ 8 cái Asgardian Steel ha. Ok luôn. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ chuẩn bị thêm mấy cái thứ lặt vặt khác. Nào là Red Gem. Red Gem mình còn không trời? À đây đây, còn. Kế đến sẽ là Red Fabric. Thêm một chút Titanium màu đen. Da bò cũng nhuộm một ít thành da màu đen luôn nha. Tranh thủ lấy thêm một ít vàng nữa. Cuối cùng, đó chính là chế tạo thêm Asgardian Steel thôi. Đâu đó cỡ 8 cái ha. Cho vào. Vừa đủ luôn nè. Xong phiên. Vậy là chúng ta gần như là hoàn chỉnh công thức chế tạo ra xích giáp của thần sấm Thor rồi các bạn ơi. Đây, đây, đây. Chính xác rồi các bạn ơi. Giờ thì bấm công thức thôi. Ủa, mình phải cởi giáp của người sắt ra cái đó. Treo lên đây đi ha. Ok. Và chuẩn bị lên giáp Thor nào. Tan 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 tan. Yo. Quá đã luôn các bạn ơi. Yes, bộ giáp siêu anh hùng đầu tiên trong tập cuối bất đắc dĩ ngày hôm nay đã xong. Giờ thì với quyền năng của Thor thì mình có thể nhảy khá là cao ha. Nhưng mà không thể bay thoải mái được các bạn. Muốn bay thoải mái thì chúng ta bắt buộc phải lấy Mjolnir ra. Mình đã gọi Mjolnir lại rồi.
và sau đó chúng ta sẽ bay lên bằng cách này ha. Đó. Có một Johnny là bay rất là tẹt ga luôn các bạn ơi. Ok, giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị tới bộ giáp tiếp theo trong ngày hôm nay. Dự tính sẽ là bộ giáp của đội trưởng Mỹ Captain America các bạn ơi. À, và với bộ giáp đội trưởng Mỹ này thì... À quên, mình phải xuống dưới mình coi công thức chứ. Để coi coi công thức sẽ cần có những gì ha. Trời, mới chế tạo được giáp thò, khoái quá, chạy đi Tết liền mà. Rồi, bộ giáp của Captain America thì chúng ta sẽ cần... có vẻ là cũng không quá mắc các bạn à. Đầu tiên không thể thiếu đó chính là một cái Orange Gem nè, có luôn. Kế đến là nhuộm một ít cái Titanium màu trắng, sau đó thì ghép lại thành cái logo của Captain America. Chế thêm một ít cái White Fabric, một phần nhỏ thì mình sẽ làm ra cái ngôi sao trên bộ giáp của đội trưởng Mỹ. Làm thêm một ít cái Blue Fabric nữa, cũng như là nhuộm thêm một ít cái da màu đỏ ha. Ở 4 cái, đủ chưa ta? À, bây giờ thì chỉ thiếu mỗi cái sắt đen thôi các bạn ơi. Sắt đen thì trong đây. Ok, vậy là hoàn chỉnh rồi. Chúng ta đã có đầy đủ nguyên liệu để làm ra giáp của đội trưởng Mỹ. Thêm một bộ giáp siêu anh hùng nữa, được mình chế tạo rồi. Quá đã luôn các bạn ơi, chuẩn bị nào. Mặc giáp đội trưởng Mỹ thôi. Tân. Bắt đầu rồi đó, chúng ta bắt đầu chế tạo được nhiều giáp siêu anh hùng rồi đó các bạn. Nhưng mà giờ nghĩ lại vẫn hơi tiếc, đây sẽ là ngày cuối cùng trong thế giới siêu anh hùng. Nhưng mà không sao, giờ thì chúng ta tiến tới bộ giáp siêu anh hùng tiếp theo thôi nào. Dự tính thì mình sẽ làm bộ giáp của khổng lồ xanh đó nha. Ở tập trước á, mình tính chế tạo bộ giáp khổng lồ xanh rồi, nhưng mà tại ăn hành quá, với lại không chuẩn bị kịp nguyên liệu á các bạn, nên là bây giờ mình mới kịp chế tạo nè. Và công thức của nó thì cũng khá là mắc á nha. Nó sẽ cần có đầu tiên là Red Gem. Đây. Kế đến sẽ là rất nhiều block gamma các bạn ơi. Cái này thì hiện tại mình không có nhiều á. Dự kiến là mình sẽ cần ít nhất là 24 khối các bạn. Thế nên là chúng ta sẽ có một chuyến đi mai cực kỳ bùng nổ đây. Và sẵn tiện mặc giáp của thằng Sấm đi test thử luôn các bạn nha. Sẵn tiện mang theo cả giáp đội trưởng Mỹ luôn nha. Nhỡ mà giáp của Thor hư á thì mình sẽ mặc giáp của đội trưởng Mỹ. Ok, giờ thì chuẩn bị bay lên nè. Yahoo! Để coi coi chúng ta sẽ đi về hướng nào đây. Mình nghĩ sẽ đi... Trời ơi, ấn nhầm, chọi luôn cái búa thò rồi các bạn. Đây, lại. Lại nè. Yahoo! Ok, mình đã bay thành công. Mình bay chưa quen lắm các bạn ơi. Đây, bay được rồi nè. Mình sẽ đi kiếm một cái khu vực hang nào đó, nó xa xa một xíu á. Tại vì mấy cái chỗ ở gần đây là mình đã... đi khám phá bấy nhầy à. Ồ. Dưới này thì sao ta? Ê, cái khe nước này cũng không bự lắm các bạn ơi. Mình sẽ cần tìm cái khu vực nào đó nó sâu hơn á. Như vậy thì sẽ dễ gặp những cái khói gamma đó hơn. Đây. Cái này có vẻ là cái hang tiềm năng nè. Ok, đi xuống thôi nào. Với cái hang đầu tiên thì có vẻ là không có dấu vết của những cái khói gamma các bạn ơi. Xui vậy. Ê, có kim cương. Ok, cũng được. Ây da, trời, thêm con quái vật đỏ này nữa. Lỡ đây. Chỗ nè, cho nó biết sức mạnh của búa thò liền. Giật điện luôn nè. Ây da. Nhưng mà búa thò đập cái con quái vật đỏ này cũng không ăn thua lắm các bạn ơi. Nó khá là lì nha. Ý. Ở đây có luôn. Yay. Ở dưới này cuối cùng mình cũng gặp được một cái khối gamma rồi các bạn. Quá đã. Và với sức mạnh của Thor, mình không có sợ cái khối gamma này các bạn ạ. Trời ơi, đúng là sức mạnh của thần sấm của khác. Quá êm. Vậy thì thoải mái rồi. Cứ thế mà lấy khối gamma này thôi các bạn ơi. Tiếp tục đi sang những cái nhánh khác nè. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp được thêm nhiều khối gamma nữa ha. Để nhanh chóng trở về chứ không gì hết á. Ui, kim cương nữa cả. Ui, trời ơi. Khối kim cương luôn. Wow. Hình như... Ui. Thêm một khối gamma khác nữa. Yo. Hên vậy. Rồi, con này. Định làm gì? Giật. Giật nó một cái các bạn ơi. Ok. Lại đây. Thích như thế nào? Giật nó một cái nữa. Mặc dù là thần sấm nhưng mà cái khả năng giật điện trong đây á các bạn. Giật sấm sét đâu nè. Không gây quá nhiều sát thương á. Còn thua cái việc mình đánh thường nữa. Ý,
Mình nghĩ là mod siêu anh hùng này nên cập nhật thêm sức mạnh đấy các bạn ạ, cho các bộ giáp siêu anh hùng á. Chứ để như vậy thì có ngày siêu anh hùng vẫn ăn hành như thường nha. Ý, thêm một khối gamma khác nữa. Ba khối rồi các bạn ơi. Có lý nha. Mình đang đào theo cách hơi lạng xíu các bạn ạ. Nữa nè. Quá đã luôn. Ê, tính ra cách đào này cũng hiệu quả đó các bạn ơi. Nhưng mà nó sẽ hơi bào mòn cái thể lực mình xíu ha. Mình sẽ dễ bị đói hơn á. Nhưng mà không sao, quan trọng là tìm được khối gamma nó nhanh hơn là ok ha. Ui, nữa nè. Thêm một cái khe nứt ở đây nữa. Vô. Để coi coi cái khe nứt này có khối gamma. Ôi, có luôn nè. Được vậy ta. Tiếp tục nào. Ô, 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 gì đây, gì đây. Ê. Ui, dạ. Ui trời. Ui, mấy cái bức tượng đá kia nó mới dịch chuyển mình đi các bạn ơi. Ý. Ủa sao giờ trên thanh thức ăn mình nó xuất hiện cái thanh trái tim gì nữa kìa. Hả? Thôi xong rồi. Mình bị dính lời nguyền rồi các bạn ơi. Oh no. No, tôi không muốn bị ngụm củ tỏi đâu. Billy. Thôi kệ đi. Giờ cày cuốc trước đi tính sao các bạn. Ô ô ô ô ô. Hơi quá chớn. Wow, ở đây có hai khối gamma luôn nè. Ngon. Lấy trước một khối bên này. Xong rồi qua bên đây lấy tiếp một khối nữa. Trong cái hốc này cũng có tiếp nè. Trời ơi. Nhờ nó dịch chuyển đi chỗ khác mà mình gặp được quá trời thêm những cái khối gamma luôn các bạn. Tính ra cũng không tới nỗi tệ nha. Ui, đây nữa nè. Wow. Ôi, và các bạn có thấy không? Hình như cái tầm nhìn của mình nó đang tối tối dần rồi thì phải. Ừ. Rồi luôn rồi đó. Hình như mắt mình đang lim dim dần các bạn ơi. Không ổn rồi. Dính cái lời nguyền đó khắc nghiệt thiệt. Ôi, ở đây còn khói gamma nữa nè. Lượm trước đi. Rồi đó, mình nghi đó. Hồi bảo đảm là những cái trái tim đen kia, trái tim xám kia nó mà đầy một cái chắc là mình sẽ tối thui thiệt luôn á các bạn ơi. Ừ. Nghi lắm nha. Phải tranh thủ trước lúc mà ha. Mình hết thấy gì. Kiếm đủ số lượng những cái khối gamma và trở về nhà thôi các bạn. Hy vọng là vậy. Ui, ở đây có kim cương. Ui, thêm khối gamma nữa cả. Wow. Tính ra cách đào này á cũng khá là hiệu quả nha các bạn. Mặc dù nó vừa hao thể lực, vừa hao cúp nhưng mà ok. Cái này mình đánh đổi được. Tình hình bây giờ là nó tối hơn đêm 30 rồi các bạn ơi. Tối thui tối thích luôn rồi. Ủa mày chui. Không ổn thật rồi các bạn ơi. Yêu. Chắc mình phải trở về nhà đó. Trước khi mọi chuyện nó quá tệ đi các bạn ơi. Hết hên rồi, hết hên rồi. Thôi thôi đi về đi về. Bây giờ các bạn nhìn nè. Rõ ràng đang là ban ngày nha. Mặt trời ở tít trên đầu kìa. Nhưng mà dính lời nguyền của mấy cái thanh niên tượng đá kia xong giờ đó. Thanh thần ơi tối dữ luôn rồi. Tối dữ thần luôn rồi. Trời ơi. No. Không. Hãy cho tôi một chút ánh sáng đi please. Chờ đợi nào. Ôi. Ô. Ô. À mình bị dịch chuyển trở lại ngay cái hang các bạn ơi. Oh my gosh. Hú hồn chim én. Ê không sao các bạn ơi. Không ngủm không ngủm. Vậy thì được vậy thì được. Ngay kim cương luôn càng khoái nữa. Để coi coi có khối gamma ở đây không. Có khối gamma nữa là tuyệt là vời luôn. Mặc dù chưa đủ chi tiêu nhưng mà mình cũng phải về cái các bạn ơi. Để mình sửa cây cúp lại ha. Ok có thêm độ bền rồi. Tiếp tục đi cày khối gamma tiếp thôi nào. Mình sẽ cần ít nhất là cỡ 4 khối nữa. À không, 6 khối các bạn ơi. Mình sẽ cần cỡ 6 khối nữa. Mình nghĩ với 6 khối thì chắc cũng sẽ trong khả năng của mình thôi. Nên là cố lên. Ồ, có khối Lucky Block rồi. Ta thử nhân phẩm cái coi. Dùng búa thò đập luôn ha. Ồ. Cho mình thêm một cây cúp. Ngon. Trời ơi, cây cúp có sắc bén. Ảo thật đấy. Nhưng mà thôi, cố ít lòng vòng. Có thì mình xin luôn ha. Ôi ơi, xa xa có công trình gì vậy? What? Từ 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 từ. Nhìn nó giống như là một ngôi làng vậy đó các bạn ơi. Ồ, chính xác rồi. Ngôi làng ở vùng băng tuyết các bạn ạ. Wow. Có nhà bác thợ rèn không? Có vẻ là không có nhà bác thợ rèn các bạn ạ. Nhưng mà nói chung ngôi làng này cũng ok đó.
Trời ơi, có tường thành các thứ đồ nhìn ha, xịn sò ha. Rồi bên này là chỗ gì đây? What the hell? Oh, một cái nhà máy là một cái khu thí nghiệm gì đó các bạn. Ui da, có nhiều thứ cũng lạ lùng quá trời. Ui, what the hell, reactor chamber gì nè. Mình nghi cái này nó liên quan tới mấy trái bom mà mình hay gặp ở trên đường đi khám phá các bạn à. Ui, đằng kia cũng có công trình gì nữa cơ. Ai yo, lên luôn các bạn ơi. Let's go. Ui, ui, ui. Ui da. Ui. Ui trời trời trời. Nó đánh mình gớt xuống dưới này luôn rồi. Nếu mình nhớ không nhầm thì đây là chỗ của vua địa ngục đó các bạn. Wow. Được luôn, sẵn tiện đang sở hữu sức mạnh của thần sấm. Mình sẽ vô đương đầu với vua địa ngục. Let's go. Vô nào. Vua địa ngục đâu? Bước ra đây. Ôi trời trời trời, sao lính của vua địa ngục không vậy? Và với sức mạnh của Thor thì mấy cái mũi tên gần như là không có thể gây sát thương cho mình được các bạn ơi. Nhưng mà hiện tại mình vẫn chưa thấy vua địa ngục đâu hết. Hơi lạ ha. Mà trong này thì cực kỳ lắc nữa. Ôi trời trời trời. Yêu. Không ổn rồi, không ổn rồi. Tìm lối đi khác thôi các bạn ơi. Lắc quá, lắc quá. Đã vậy mình còn nghe tiếng của dân làng trong này. Ôi trời, bác ấy nè. Wow, bác này chắc là bị bắt cóc lên đây chứ đâu nữa. Không lệch đi đâu được các bạn ơi. Ui, ui, ui. Nhưng mà trong đây lắc cực kỳ luôn á. Trời đất ơi. Yêu. Tình hình như vậy sao mà chiến đấu gì đây? Nói chung thì đây cũng là một trong những cái trở ngại trong cái hành trình thời đại siêu anh hùng của các bạn ạ. Thiệt luôn á. À, không có đá động gì được hết các bạn ơi. Ui ui, mình chịu thua nha. Lắc lắm luôn á. Ây da, bay ra xa một xíu coi. Ok, bay ra này thì đỡ được tí nè các bạn ơi. Trời đất ơi. Hy vọng là sau này chúng ta sẽ có những series thời đại siêu anh hùng á, nó được tối ưu hơn á, chứ không có như cuộc hành trình này các bạn. Vừa ăn hành mà vừa lắc nữa. Oh my god. Tiệc chiều cuối của thần sấm đó các bạn. Không one shot được mấy cái con quái này luôn á. Ui. Miệng trước ơi. Ái da, ái da, tơi tơi tơi. Quá chừng quá đất bụng này rồi. Yêu. Nó lại càng quét tiếp rồi các bạn ơi. Oh no. Sấm sét của mình á, không ăn thua với bọn chúng các bạn ơi. Ô mày chuối. Bay lên thôi. Đụng nó luôn. Ý. Chú. Ui. Đụng một quá. Đụng nè. Trời trời trời. Không đụng được thì chọi. Ok. Trời ơi, mình chọi cũng không ăn thua luôn các bạn ơi. Một cái đòn chọi Mjolnir á, chỉ gây được có 4-5 đam thôi hả. Đó đó đó. Yêu ơi, cũng là thần sấm đó nhưng mà hơi lạ các bạn ơi. Tiệc chưa cuối lại nè. Đó, gây được 4-5 đam. Ảo thật đấy. Ôi không không không, mình hơi đuối rồi các bạn ơi. Chắc là nên chuồn thôi. Tiếp tục công việc đi cày khối gamma của mình ha. Để em thôi hồi bộ giáp này. Các bạn coi cái áo của mình kìa. Cái áo choàng của mình. Nó gách gứa tùm lum hết trơn rồi. Trời ơi, thần sấm gì đâu mà phèn dữ vậy trời. Đây cũng là khối gamma cuối cùng. Yes sir. 22 khối để hoàn thành chỉ tiêu rồi các bạn ạ. Ok, không chần chờ gì nữa. Đi về nhà thôi các bạn ơi. Sẵn tiện xuống dưới mình sẽ sửa bộ giáp Thor lại luôn ha. Nãy giờ đi khám phá con tí thôi mà giáp Thor cũng tan tành mấy khối rồi các bạn ạ. Sửa lại. Ok, lấy thêm 2 khối gamma trong rương nữa. Rồi xong phim. Sẵn tiện coi lại công thức giáp hút coi. Rồi, giờ thì chúng ta chỉ còn thiếu Purple Fabric. Nó sẽ được làm theo công thức như vậy. Cuối cùng là một cái set đồ da ha. Có luôn. Rồi, vậy là đủ công thức để chúng ta chế tạo ra bộ giáp của khổng lồ xanh. Mình cũng phải treo giáp của Thor lên cái đã các bạn ơi. Ok. Ê, tính ra nãy giờ mình chưa kịp mặc giáp của Captain America luôn á. Thôi để xíu để mình mặc mình đi đánh boss sao ha. Rồi xong phim.
vừa bấm chế tạo xong một phát. Mình đã trở thành khổng lồ xanh liền luôn nè các bạn ơi. Oh my god. Biến lại thành người coi. Oh, cũng ok, cũng ok. Vậy là bây giờ mình đã hoàn thành được bộ sưu tập 5 bộ giáp siêu anh hùng ở dưới căn cứ của mình rồi các bạn ạ. Tuy nhiên thì bộ giáp của Hulk với cả là bộ giáp của Venom thì mình mặc vô nó mới hiển thị, còn treo lên thì nó thấy hai con mắt thôi à các bạn ạ. Ok, và với 5 bộ giáp siêu anh hùng, ủa, ở đâu? Còn bộ giáp siêu anh hùng thứ 6 nữa chứ. Đây, Captain America, mặc vô luôn đi. Rồi rồi. Bây giờ mới mặc giáp của đội trưởng Mỹ nè các bạn ạ. Mình sẽ bắt đầu đi test sức mạnh của những bộ giáp mới trong ngày hôm nay á. Chắc mình phải lấy giáp của Hulk ra trước nè. Không thôi hồi quên á. Giáp Thor hả? Lấy luôn đi. À thôi, lấy hết luôn đi. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng ở trong thế giới thời đại siêu anh hùng rồi. Không lấy bây giờ thì tới khi nào lấy nữa. Và đầu tiên thì chắc mình sẽ test trước bộ giáp của đội trưởng Mỹ đi ha. Tại nãy giờ mình không có dùng sức mạnh của đội trưởng Mỹ gì trơn các bạn ạ. Trước tiên, đội trưởng Mỹ thì đặc trưng là cái gì? Đó chính là cái khiên các bạn ơi. Đó, móc cái khiên ra liền. Chà chà, bị dở nha, ném được luôn á các bạn ơi. Úi xô. Wow, ném hơi bị nhanh đó nha. Yahoo. Chặn đòn cũng ok nè. Mình nghĩ giai đoạn đầu á, mình làm bộ giáp của đội trưởng Mỹ cũng sẽ rất là ổn đó các bạn ạ. Được đấy, được đấy. Giờ thì lấy cái trứng triệu hồi boss thôi nào. Đây, Lucky Boss. Không biết là boss bình thường hay là boss thứ dữ nữa. Ê quên. Giáp đội trưởng Mỹ thì không có bay được. Thế nên là mình sẽ mặc giáp của Iron Man để mình bay lên cho dễ ha. Ra ngoài thì chúng ta sẽ mặc lại giáp của đội trưởng Mỹ sao. Rồi rồi, con kia định làm gì trước nhà? À. Ôi trời. Nhưng mà làm đội trưởng Mỹ không có được cường hóa cái khả năng đánh tay các bạn ơi. Yêu. Dùng khiên đánh thì được 3 máu, thỉnh thoảng thì 12 máu ha. Nói chung thì chặn khiên á. Úi dù. Hả? Ê, mình cầm khiên mà bọn chúng vẫn đánh mình được nè. Ê, nhưng mà không mất máu các bạn ơi. Cũng được. Ủa, gọi chọi cái khiên đi đâu rồi? Ơ kìa. Trời ơi, chọi không khéo là mất cái khiên nha các bạn ơi. Nhưng mà nói chung với đội trưởng Mỹ thì khả năng cấu rỉa tầm xa cũng khá ổn á các bạn. Chỉ cần nhắm chuẩn xíu là chúng ta cũng có thể phóng được cái khiên này đi rất là xa nha. Ui trời trời, con nào mới bắn mình vậy? Rồi đó, lại mất cái khiên rồi đó. Tiếp theo nào. Kỹ năng tiếp theo đó chính là cầm khiên và hút ha. Rồi, và bật kỹ năng siêu chiến binh lên. Ui trời. Nói chung thì sức mạnh của đội trưởng Mỹ cơ bản là thiên về khả năng chiến đấu vật lý á các bạn ạ. Thỉnh thoảng thì ném khiên các thứ như vậy. Để mình sẽ thử triệu hồi một con boss coi. Mình nghi với sức mạnh của đội trưởng Mỹ chúng ta sẽ hơi vất vả đấy các bạn ạ. Tại vì nó không có gì quá là vượt trội so với mặt bằng chung của những con quái trong này ha. Nếu không muốn nói là hơi bị yếu á. Rồi, triệu hồi trứng quá vật ra. Ôi một con gu các bạn ơi. Ai dạ. Chặn khiên thôi. Wow, cái khiên của đội trưởng Mỹ khá là chắc chắn các bạn ạ. Con gu này đánh là không xuyên được cái khiên luôn nha. Không mất máu nữa luôn á. Wow. Nói chung là công nhận cái khiên của đội trưởng Mỹ rất là bá ha. Rồi chọi nó nào. Xiển nhuyễn chứ. Ê. Trời ơi. Mình chọi nó không thấm thía gì luôn á các bạn ơi. Con này nó hồi phục được. Oh no. Mình sẽ hút nó thử. Hi. Thôi xong rồi, mình lỡ cà khịa nhầm em rộng luôn rồi. Yêu. Thôi xong rồi, test giáp như vậy thì toan các bạn ơi. Oh no. Rồi, con rộng với anh niên gu kia đang chiến đấu với nhau kìa các bạn. Thôi được, mình sẽ không có cosplay Captain America nữa, mình sẽ cosplay khổng lồ xanh. Yes sir. Chúng ta sẽ đi giải cứu cho em rộng thôi, biến hình. Trở thành khổng lồ xanh rồi đó. Ok. Ủa em rồng có vẻ là đang đánh hơi trên cơ cái con gu này luôn nè. Ok, mình sẽ về chung phe với em rồng nha. Úi trời ơi, khổng lồ xanh nhảy cao quá các bạn ơi. Con này đi chỗ khác, đối thủ của ngươi là ta nè. Với sức mạnh của khổng lồ xanh thì được cường hóa đòn đánh vật lý khá là nhiều ha. Bây giờ đòn đánh của mình đã gây được 10 đam giống như những siêu anh hùng khác rồi nè. Cũng ok. Còn về kỹ năng thì sao? Ủa. Một cú đập tay của mình
gây phát nổ cực to luôn các bạn ơi. Vô tiếp tục nào. Wow, đập một cái cực mạnh luôn kìa các bạn. Trời trời trời, coi 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 kìa, con mình đang đào kìa các bạn. Trời ơi, và còn tiệc chiêu cuối nữa, để mình bật lên thử coi. Rồi luôn rồi, xanh lè xanh lét luôn rồi các bạn ơi. Wow, nói chung thì trở thành hốp thì chúng ta cũng được cường hóa khá là nhiều ha. Nào là tăng máu nè, rồi tăng sức mạnh, tốc độ, khả năng nhảy, và còn có hồi phục, kháng lửa các thứ, thở dưới nước đâu nữa nè. Rất là nhiều cái năng lực luôn á. Chỉ hơi tiếc là mình không có thể đi qua nhiều chiều không gian, nhiều khu vực và nhiều thế giới khác để chúng ta trải nghiệm được hết những cái sức mạnh của những bộ giáp siêu anh hùng này. Tiếc thiệt luôn á. Rồi, bật chiêu cuối lại cái nữa coi. Bật chiêu cuối đánh là sẽ phát nổ nha. Kết hợp với mấy cái đòn khác nè, đó, nó sẽ cường hóa lên các bạn ơi. Nói chung là mình thấy bộ giáp của Hút cũng rất là mạnh mẽ nha. Rồi, cơ bản là chúng ta cũng đã trải qua được đâu đó cỡ 5 tới 6 ngày ở trong thế giới thời đại siêu anh hùng á. Mặc dù còn cũng khá là nhiều bộ giáp siêu anh hùng khác các bạn, nhưng mà bởi vì do mình không thể đi tới những chiều không gian khác để mình khám phá, tìm kiếm tài nguyên nè, cho nên là chúng ta đành phải kết thúc một cách nó bất đắc dĩ như vậy ha. Cũng xin lỗi các bạn vì mình không thể hoàn thành được cái cuộc hành trình này một cách nó trọn vẹn nhất, nhưng mà hy vọng các bạn sẽ thông cảm cho mình vì sự bất tiện này ha. Hy vọng là sau này mod sẽ cập nhật ở những phiên bản cao hơn nè, tối ưu hơn, kiểu không có bị lag nữa các bạn. Rồi chúng ta sẽ có những cái cuộc hành trình thời đại siêu anh hùng khác nó hoàn chỉnh và không có bị end giữa chừng như vậy đó. Và hành trình làm siêu anh hùng của mình có vẻ là phải tạm thời kết thúc giữa chừng giống như vậy thôi các bạn ạ. Cũng hơi tiếc vì mình chưa hoàn thành được những mục tiêu mà ban đầu mình đề ra, nhưng mà những ngày qua cũng cho mình rất là nhiều trải nghiệm thú vị ha. Hy vọng là trong tương lai sẽ sớm có một cái cuộc hành trình thời đại siêu anh hùng khác để bù đắp cho cái cuộc hành trình gian dở này. Rồi, và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Một lần nữa mình muốn xin lỗi các bạn vì không thể hoàn chỉnh được cái cuộc hành trình này. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm có những cái cuộc hành trình tiếp theo, và mong rằng sẽ không có bị bất kỳ một cái lỗi nào giống như cuộc hành trình này ha. Còn bây giờ thì phải nói lời tạm biệt thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những cái hành trình tiếp theo của mình. Bye bye.